Ê, sáng sớm đừng chọc ơi, chửi ra. Mẹ, cái sương mù chị đặt luôn, không thấy. Trời, gì làm cho nổi, xin cũ này. Ăn nước tràn xuống dưới này kìa. À, một trận mưa xuống. À, coi coi đắp thành cục đá à. Nghỉ nhanh nè. Đó, trái cục xi măng này. Ướt rồi sao đó quốc nè. À, một hai bị xi măng mà đắp ra cục đá. Rồi, chát nước một lần nữa. Về nghỉ ngơi. 3 tuần sau xuống tiếp. Làm nhanh đi, kinh về nhà rồi. Con chạy 3 xe 4 tiếng nữa. Đó, cái hoài. À, nhìn xa cục đá, đá thiệt. Sơn màu lên nữa. Nó đáp được không? Cái này em phải đắp thêm lớp nữa, đắp thêm lớp nó khô không, quất thêm lớp nữa. Đắp đẹp không? Ừ. Đó dữ. Cái này dễ mà. Má chỉ cách là sợ trộn xi măng thôi. Quả nước đang chảy sao vậy? Yeah yeah yeah. Giờ chét nước lại lần nữa, hôm qua trời mưa. Nước hơi đục. Đó, ban ngày. Mẹ giam tay à. Dạ, cái gì vậy? Một cảnh. Anh này là tụi con chát nước hết, coi ok hết rồi tụi con về cũng 3-4 tuần chạy xuống lại tuần tới lễ rồi.
qua trời mưa quá lớn. Đó, đây mình thấy không, màu xanh buổi đêm đẹp hơn. Rồi ở cạnh này ban ngày nha, còn buổi đêm chắc đẹp hơn nữa. Trời đây còn ngủ. Sau nhà người ta nha, để nhà không quay được này. Để có cái cầu có sân gót luôn, hai nhà này trên 10 hectare. Chiều chiều rồi đây chèo thuyền cũng vui. Xung quanh là rừng không? À, đúng là chỗ nó mát thiệt. Anh nhìn xa đẹp à, cái này chưa xong còn bỏ cỏ đây nè. Sau nhà người ta nha, để nhà không quay được này. Để có cái cầu có sân gót luôn, hai nhà này trên 10 hectare. Chiều chiều rồi đây chèo thuyền cũng vui. Xung quanh là rừng không? À, đúng là chỗ nó mát thiệt. Về một xe đồ luôn, mai là tiếp tục sửa cái hồ bên farm để chuẩn bị cá về. 2 tuần nữa làm mấy cái hồ nhỏ để quanh thiên cá. Giờ chuẩn bị ba anh em lên xe về, chạy xe 4 tiếng rồi 3 tuần xuống đóng làm lại làm cỏ rồi đóng cái buông lại. Trời nó xịn. Tụi nó cưa cây, tụi nó chụp quá.